Hello, xin chào mọi người. Hello, chào mọi người. Hôm nay thấy tụi mình có đồ đẹp không? Giống gì chứ? Giống hai đứa nút. Ồ, đúng rồi. Quán nút. Hôm qua không có núp đâu nha. Coi vậy thì núp rồi. Được rồi, chào mừng các bạn đã trở lại ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bài rap các bạn ơi. Các bạn đừng quên là nhấn like ủng hộ cho Quanh nha. Bây giờ Quanh sẽ đếm 5 nha mọi người. Nhấn ủng hộ cho và đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho Quanh nha. 1, 2, 3, 4, Nam, mọi người nhớ like thật nhiều nha. Giờ thật sự nhìn hai tụi mình giống hai đứa núp thiệt luôn á, mặc cái quần nhìn vui thì thôi chứ mặc quần cao lên tới rốn luôn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu video thôi. Hôm nay mình phải đi xiên cá. Cá này ý lộn, xiên cá ở dưới đây chứ. Quan, cái gì mà cá hoài vậy? Tao đang đi xiên cá. Ý lộn, tao đang đi xiên cỏ. Xiên cỏ làm gì? Xiên cỏ hả? Không biết nữa. Cho bò ăn không à? Phải đâu, xiên cỏ để có cái chỗ mà chỗ lót da bò để ta phơi da bò, mày thấy không? Đó. Ô, con ngựa. Ê nè, qua đây coi con tao phơi da bò này với tôi. Ui, đẹp quá vậy. Miếng trời ơi, phơi trời. Ấy da, trời đang nắng chói chang mù cha con mắt luôn rồi. Rồi. Ăn được không? Không, da bò mà ăn khùng không? Đang đi phơi da bò để về làm cái thảm cho con Milu nó nằm. Được không? Làm cái thảm hả? Làm cho tao cái thảm đi, tao để trong nhà. Đó, mày nằm lên đi, giờ mày nằm lên đi, đó, mày lại mày nằm lên. Đó, nằm lên có êm không? Nằm lên có êm không? Để tao suy nghĩ thôi chứ. Ui, sướng không? Trời, nằm thẳng ở trên da bò thôi đi bà nắng quá đó, da bò nó chưa khô quá. Làm cho tao cái thảm tao để nhà. Nè, cái thảm nè, cái thảm nè, đó, cho hai cái thảm á. À quên, đúng rồi chứ. Quên. Hôm nay cho các bạn coi nè. Đấy, cái kiếm hồi bữa mình quên chưa làm hết. Mình chưa làm hết ra nha mọi người. Cái kiếm rất là dữ luôn mà bữa quên chưa làm hết cho mọi người xem. Kiếm gì? À là cái kiếm lửa. Nhìn nè. Thôi đừng quấn tao nha. Ui da. Gì vậy? Ghê chưa? Trời mất máu này nè, có giáp mà mất máu quá trời luôn à. Ghê chưa? Các bạn thấy cái kiếm này quên. À lộn, cái kiếm này ghê chưa? Hôm bữa mình dùng mới sơ sơ thôi chưa có. Ủa sao mà trên tay nó không có lửa liếc vậy nè? Đi dùng, bây giờ mình dùng đi kiếm đi săn rồng. À đi chặt cây thử coi. Trời ơi con ngựa. Ủa chết queo con ngựa luôn. Mọi người thấy ghê không? Cái kiếm lửa hôm trước xài chưa xong thôi chứ bây giờ là nó xong đời đó. Đi chặt cây thử coi nó nổ cây không. Đâu thử coi có nổ cây không? Chắc là không nổ đâu. Không, nó không có nổ ảnh hưởng tới cây cối xung quanh đâu. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới tao sắp chết rồi. Đâu, đứng lại gì thì đứng lại. À, chết trời. Cây kiếm ghê chưa các bạn? Thấy em mày nó nổ cái tao bay quá trời luôn á. Nè, mày nhìn con ngựa này, tao quýnh con ngựa bay cho mày coi nè, con gà. Con gà nè, một cái bay lên trời rớt hai cọng lông và một miếng thịt gà. Ui. Bánh con gà có một cái. Cái lông này ra phơi lông làm thảm luôn. Đó, hai cái cọng lông các bạn thấy mình phơi không? Đó, phơi luôn cái rồi, phơi luôn cái đùi gà. Ơi, đi. Im lặng nè, nghe tao kể mày nghe một chuyện này, mày muốn nghe chuyện sự tích rồng không? Kể đi. Nghe cho kỹ đây. Ngày xưa ở một cái vùng đất rất là xưa, nơi mà loài rồng còn rất nhiều, đó là cái lúc mà rồng nó còn rất là thịnh vượng. Chúng rất là mạnh và hung hăng, giết gia súc, chiếm vùng đất của nhau và cắn xé lẫn nhau. Và đó, nơi tụi đó bắt đầu tuyệt chủng dần vì những cái tính hung ác của tụi nó, đó chính là giết lẫn nhau, giành lãnh thổ một vùng đất. Chỉ những có những người anh dũng mới là chiến thắng được tụi nó. Và nơi lúc đó là lúc kỵ sĩ rồng bắt đầu, là những lúc con rồng sẽ chịu thất bại. Đó, mày thấy câu chuyện của tao ghê không? Nhìn đi. Ui, ghê thiệt luôn á. Những loài rồng đó đã gần như là tuyệt chủng rồi. Tao biết là hình như là rồng đó là rồng rừng xanh huyền thoại. Chỉ có những khu rừng ở trong rất là xa mới có được và sống được những cái loài rồng như vậy. Và thường thì một vùng đất có một tới hai con, nhưng mà tụi này nó rất là hung dữ đó. Nên bây giờ chúng ta hôm nay thực hiện thử thách, đó là đi bắt rồng. Thử bắt con này về nuôi ở coi. Hai, đi bắt rồng hai. À, quên đi ngủ. Trời ơi, mày kêu là kỵ sĩ rồng mới bắt được tao, mày hai đứa mà hai cái. Thì đó là thời kỳ của những kỵ sĩ rồng mà tao cũng là người những là bắt khủng long mà tao sống từ thời kỳ khủng long quên rồi hả?
Tao sống mấy trăm năm rồi. Trước khi đi bắt đầu thì phải tháo cái quần ra nhìn như hai đứa núp vậy. Trời ơi kệ luôn, mặc cái quần này cho nó vui. Mặc cái quần này nhìn nó tiếu quá các bạn ơi. Kệ nó, mình nhìn mình vẫn thích cái quần này. Có cái kiếm này thì sợ cái gì đúng không? Hey. Quả dữ, kiếm dữ. Nhưng mà bây giờ có cần lấy cái gì theo không? Không, không, có gì đâu mà. Giờ mình tính sao? Tính sao đây? Tính sao giờ? Giờ tính sao, giờ đi như thế nào? Giờ mình đi vào những khu rừng, ở khu rừng huyền thoại. Chúng ta tìm tụi nó và quýnh nó và để coi có được cái phần thưởng gì không. Mà nhưng với bộ giáp như thế này chắc đi chắc bị nó giết luôn chứ. Thôi đi đi vô lấy ít tàu vàng lại về đây, về nhà lấy ít tàu vàng lại về đây ơi. Không biết có quýnh nổi không nữa. Chúng ta không thể lợi dụng con rồng cũ mà chúng ta dùng hoài được các bạn. Mình phải làm bằng chính bản thân của mình. Kiếm kim cương hả? À? Ồ chết rồi. Ở đây có giáp sắt rồi các bạn ơi. Thôi, giáp gì mặc đỡ giáp đó đi. Mặc đỡ đi. Tiếp theo 6 cái đùi gà. Rồi, trời ơi, mặc cái này cái quần màu vàng thấy nó cũng hơi bị sặc sỡ á. Ai còn gì ăn không? Ôi, ít bánh mì. Kiếm kim cương à? Thôi khỏi luôn. Kiếm lửa đi. Biết đâu giết được tụi nó. Rồng hình như là 8-90 máu vậy đó. Không phải 8-900 máu vậy. Không biết trâu bò hay yếu đuối không à. Ủa, nhà vậy thấy đẹp dữ trời. Chứ sao, vô đây coi. Trời ơi, cái nhà đẹp ghê. Trời ơi. Mày mặc quần vàng á, người ta mặc đồ sắt quần kim cương. Nhìn chất á. Nhớ tới cho tao ít cái táo đi mày. Okay. Ê mày, tao có nồi súp thỏ hầm ăn không? Súp thỏ hầm. Nó, là bi. Gì trời ơi, trái mấy trời kêu kì. Tao lộn cái gì vậy? Thôi. Ơi đâu rồi? Thôi của tao á, thôi đi. Đấm mày luôn. Đi. Đi sao? Giờ mình sẽ mày đi. Mày kể chuyện mà mày biết chỗ đúng không? Đúng rồi, tao là người dẫn chuyện nên tao sẽ biết chỗ của con rồng ở đâu. Okay, nhắm mắt lại đi, chúng ta sẽ đi tới chỗ đó. Cùng qua đi qua rừng. Họ đi vô rừng luôn chứ. Thôi mình không thể lợi dụng. Mày dẫn đường mà giờ tao chạy trước kìa. Đi theo tao nè, rừng nó nằm rất là xa. Chúng ta hãy đi thẳng vào khu rừng này. Cái phía bên này tao đã phát hiện ra là đã rất là nhiều. Rất là nhiều cái con rất là nguy hiểm. Không biết mà chúng ta có thể. Ơi mày ơi, tao thấy rừng cây mà túi bụi vậy. Ngó bộ mày lạc khỏi tao luôn á JT. Tao đi theo sát nít này là không lạc được. Cái khu rừng này giờ mình chỉ kiếm chỗ nào có tàn tích bị cháy là mình sẽ phát hiện ra được tụi nó. Ơi, tao thấy ở trên kia có lửa kìa. Đâu? Đây nè, hướng bắc. Đi, nhanh lên. Trời ơi, phải bơi nữa hả, bơi luôn. Ây da. Trời ơi, bơi qua cái con sông này, coi chừng nha, con sông này nhiều cá mập lắm á nha. Không có cá sấu đâu, có cá mập luôn á. Ôi nước đục ngầu rồi, ghê quá. Coi chừng xuống nước tắt lửa cái kiếm của mình. Ấy đi theo sau, đi sau nha. Biết rồi, đang đi theo nè. Mày mặc cái quần màu vàng thì mắc cười. Trời ơi, cái quần này cho nó nổi đi cho mày đỡ bị lạc á. Ôi, vậy đi qua đây lên. Thấy những ngọn lửa bắt đầu cháy rực lên rồi nè. Chết rồi, hồi sợ quá mày ơi, con rồng nó phun lửa cái táo mày chết mất luôn. Thôi, dứt quả táo vô đi. Thôi, có kháng lửa, kháng tất cả tùm lum luôn à. Đâu đi theo nè. Cầm kiếm lửa lên, bật kiếm lửa lên trời ơi. Bật lên. Bóp công tắc kìa. Công tắc thì bật lên. Trời gà thiệt chứ. Ơi, ở trên đây khu này cháy dữ quá mày ơi. Chắc ôi tao sợ, mày có con rồng không? Dòng thì chém đi, có tấu vàng mày sợ cái gì á? Tao chưa thấy nữa, tao thấy lửa, tao có thấy gì đâu. Trời ơi, chắc con rồng đi đâu rồi, thôi tao mày vô cướp báu vật gì à. Ơi, đi xuống đây nè, Di Ti. Trời ơi, nhanh lên chứ. Coi. Đi theo mà chạy tùm lum hết. Trời ơi, sao mình vô hang hổ rồng mà mình vô như đi như là không cái chỗ này gì? Không phải đâu, cái chỗ này chỗ nó phá thôi, cái chỗ nó là có những cái rất là nhiều vàng mày biết không? Rồng nó rất là thích vàng. Cái khu này là bị cháy rồi mà. Ôi rồng lớn quá vậy. Hình như nó đốt á. Chắc là nó đốt rồi mày ơi. À! Ê ê ê nó. Ơi ơi. Tao chạy đi, tao sợ. Quất. Trời ơi, quýnh giùm coi, vô quýnh nó đi. Đây đang nữa. Trời ơi, nó cắn tao chạy. Ơi ơi. Ôi mẹ ơi. Chết các bạn ơi. Tao chạy rồi. Không sao, có tao vàng kháng lửa không? Đừng sợ. Nhưng mà nó lại một lỗ bự đây nè. Tắt lửa. Dập. Ôi. Có tao vàng nó cắn không chết. Dạ. Ê mẹ ơi, nó cắn tao. Nó cắn tao, nó cà tao kìa. Trời, nó
con này nó cắn. Con rồng hơi miệng, con rồng hơi miệng. Đâu rồi. Ê, đốp tao dạng vô, Tránh ra. Ê, nó bay rồi. Đâu bay đâu mà bay, đang ngồi dưới đây nè, bay đâu mà bay. Nó cạp mày, ây da. Con rồng hơi miệng, tránh ra. Chém nó đi. Ôi trời, nó phun lửa cháy hết người luôn rồi. Ây da. Nó có chiêu cạp á nha, coi chừng cẩn thận nha, nó cạp đi luôn á. Nãy giờ hình như nó quánh mày không, quánh tao. Ê mày, mình nó quánh tao có mất máu đó mày. Con này cùi quá chi đốt lửa, may mà mình có táo vàng á. Tao hết táo vàng rồi, tao phải đi ra cái. Hết táo vàng rồi. Ây da, trời, nó quăng tao trên trời xuống kìa. Ây da. Ây trời, nó cạp tao rồi. Ây da. Tao lấy táo vàng ăn vô, để tao xíu. Ủa, mình có cái đồ kháng lửa may ghê chứ không, nãy chắc cháy. Ui da, nó cắn kìa. Đâu rồi. Nè. Ây da, nó cắn tao kìa. Ủa, con này trâu quá vậy. Con rồng hơi miệng kìa. Ủa trời. Ây da. Ủa, nó cạp tao, nó quăng tao lên trời kìa. Ê, tao thấy tao mày chém nhau luôn á. Ôi trời, nó lại cắn tao nữa kìa. Chém đi. Sao con rồng này nó trâu quá vậy? Trời ơi, con rồng mà. Con rồng mà mày nghĩ là như con kiến vậy. Cố lên. Ê, hình như mình quên tắt lửa. Mày đi hả? Mày đi, nó tạp tao sao? Trời ơi, mày coi nó cắn tao kìa. Đâu rồi. Đầu nên thảm xuống. Ê mày ơi, hình như tao có dòng máu rộng mà sao tao không bị. À đúng rồi, mình có cái kim. Con này cắn hiệu ứng lửa không à. Đớp tao vàng vô. Tao với mày quýnh nó cũng có lửa. Ê mà mình dùng kiếm lửa, mình quýnh con rồng lửa, vậy là có tác dụng không? Hình như là không tác dụng hay sao mà kệ đi. Quan tâm gì? Bây giờ quýnh cho nó chết được rồi. Tao thấy con này nó trâu quá mày ơi. Nó trâu à, phải suy nghĩ lại đi. Các bạn coi kìa, lửa xung quanh kìa. Nhưng không sao đâu, chém nó một hồi nó chết à. Còn chơi táo vàng mình còn sống. Ây da, trời. Ôi, ta còn chín táo vàng mà, không sợ. Cố lên. Ây da, nó lại cắn tao nữa rồi. Con rồng hỏi miệng kia, chính xác tao. Trời, nó phun lửa kìa. Ây da. Trời ơi, trâu dữ. Trời, ôi, chết rồi. Ây da. Chết rồi. Ây da, cái đít. Nó chết hay là nó ngủ mày? Chết rồi mẹ ơi, nó nằm nó há cái mỏ trong vòng mà, kìa thấy không? Ê, lượm sát về. Từ, cất đồ. Trời ơi, đúng là có kháng lửa, con này nó hiệu ứng lửa à. Ê, mày có tao lượm xương. Trời ơi. Mày lượm, mày lấy được cái gì vậy? Mày lấy được da rồng. Trái tim rồng mày ơi, trái tim rồng. Ê, mày tao lấy da nó luôn nè. Da là tim rồng nè. Từ. Xương, rồi lấy hết luôn rồi. Mày nghe cái tiếng con rồng gầm không? Ghê quá. Ê, mày nhìn nè, tao lượm hết xác luôn rồi nè. Đó, siêu nhân diệt rồng, hồi bữa lượm được cái đầu rồng. Nè, xương rồng nè. Đầu rồng nè. Nè, xương của nó nè. Nè, da nè. Cái gì đây? Ủa, có thịt cừu. Ê, mà nhưng có một cái gọi là Fire Dragon hết mày ơi. Nè. Là gì? Trái tim rồng. Ê, đi tìm xung quanh ở đây, coi có cái trứng của nó không, thường là con rồng mà nó có một trứng là nó sẽ bảo vệ ở một cái nơi như thế này. Đi kiếm đi. Bây giờ mình ui, con rồng ác, mình đem cái trứng đó về, mình huấn luyện nó thành con rồng hiền, đúng không? Đúng rồi nè. Cái gì vậy? Để ra con đấy đi. Ấy, thấy rồi. U ngon quá. U có kiếm sắt. Ơi, lượm hết đồ. Ui, có xương, có da nhện, có sắt gì từ lương. Ơi, vàng quá trời luôn, đúng nè. Loài rồng rất là nhiều vàng luôn. Ui, vàng sắt quá trời luôn, tao làm sắt về. Ơi, lượm vàng đi mày ơi, tao hết vàng. Ủa, nghe tiếng vàng reng đã tai ghê. Ui, có kiếm thạch nữa nè. Tao có mấy cục trong người rồi. Trời ơi, đúng là cái khu vực này. Ui, vàng quá trời này, quá trời nè. Đâu. Ui, quá trời đồ luôn, ui sắt nè. Ơi, có cái quần sắt nữa nè. Trời, mày lượm. Ui, trên đây có emerald nữa nè. Ơi, tao lượm hết rồi, hi. Mày nhanh tay quá à. Ơi, cái kiếm sắt đó nè, trời ơi mày ơi, quá trời đồ luôn mày ơi, quyển sách làm gì vậy? Ơi, nó giữ kho báu thì ra, nó giữ. Ơi, các bạn thấy không, kho báu rộng rất là nhiều đồ luôn. Tàn phá khu rừng này quá à. Trời, để coi. Wow, cháy tùm lum tùm la hết. Ơi, chắc hết đồ á, phẳng rồi. Vậy thôi. Thôi, mẹ thơ. Tao thấy vàng tao gầy quá, lượm vàng đi. Trời ơi, vàng đã quá các bạn ơi. 64 sẽ tắt vàng rồi nè. Hôm nay chúng ta đã trở thành kỵ sĩ rồng. Kỵ sĩ rồng mới chất chứ. Thôi đi về chứ Ti. Trời ơi, nó tàn phá cái khu vực này ghê thiệt chứ. Ê Di Ti, nãy giờ mày lượm được cái gì vậy Di Ti? Đây. Từ, để xếp cá ra. Từ xếp cá ra đã. Mình mới vừa đào xong cái đi về, mình làm được cái tổ. Trời ơi, vàng ghê vậy. Ê gì vậy? Tao không khoe đâu mà. Rồi, dục lại làm gì ghê vậy? Lượm có cái thấy vàng ghê. Nè. Trời, hát chuyện thạch cái đó dễ ẹt. Sắc nè. Ui, nhiều đồ á. Cái quần trời ơi, cũng khoe nữa. Cái này mới khoe nè.
ghê chưa. Nó có cái này nè, cái gì đây, cái này là ơi cái da đó rồng là da à? Rồng á mày, để tao dục ra mày lượm, của tao có lý á. Ơi mà thôi kệ đi, Xương giữ đi kia đi, ủa lộn, trời ơi dục nó chục hết thôi đồ, thôi lượm lại tôi cái để đi lại. Trứng rồng các bạn ơi, nè cái trứng rồng, ai lộn, cái tim rồng, cái thích nhất là emerald này các bạn thấy không, ngọc lục bảo đó, đặt ra lượm lại thôi đấy. Bây giờ mình đi ấp trứng rồng đi, ấp mình trứng rồng lấy đi rồng chứ sao, đặt xuống đây rồi để bảo tồn ấp rồng. thôi, tạch rồi các bạn thấy không, mình là biết trứng rồng hết Ui, rồi đó. ghê rung rinh ghê, cái trứng rung rinh Hãy ghê. rồi, để cái trứng đầu rồng bên kia rồi, ấp đi cái trứng giờ thì cứ đợi nó chín thôi. Á lộn. Bây giờ Mày ha, mày đợi trứng nha. cái Ý này là là rồng mày ấp lửa. trứng offline hay là mày ấp trứng? Cái này nó đang lắc kìa thấy không? Các bạn thấy nó lắc không? Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho nó nở ra nha. Ơi các bạn ơi, nó đã nở rồi các bạn ơi. Oh yeah. Oh my god. Sau 9 tháng 10 ngày thai nghén. 9 năm luôn, cái 9 tháng vậy các bạn nhìn nó kìa. Wow. Wow. Nó kêu kìa, nó kêu ê ê kìa. Ê. Người ta phun ra lửa, mẹ phun ra khói mày ơi. Ủa có hả? Sao tao không thấy khói? Không, hồi nãy có chút xíu rồi, bây giờ hết rồi. Ơi, gồng nhỏ nhìn đã vậy trời. Cái nó khè khè Trời ơi, khè các bạn nhìn kìa. con mắt của nó kìa, con mày ấy với tí che rồi với tí. Ủa các bạn nhìn con mắt của nó kìa. Từ nay bé phải ở chung với mọi người. Nó phun khói thấy không? Thấy à? Ờ, chắc bên do ta shader nên nó bị lỗi, nó không thấy khói á. Từ nay bé Rồng sẽ ở chung với mọi người. À, đúng rồi, khói 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 khói, xịt khói ra. Đó, đó, đúng rồi, nó đúng rồi, phun đúng rồi. lửa. Nó còn nhỏ nó phun khói. À, các bạn ơi, con này còn nhỏ nó phun khói. Từ từ từ. Này, bé Rồng thì phải ngoan nha. Phải không 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 được đi phá làng nữa nghe chưa? Đ Ở chung đúng với rồi ba các con bạn, sẽ mình dạy cho là thành kỵ lập sĩ rồng. riêng. Mình sẽ huấn luyện cho bé rồng này sẽ uy bởi phun khói kìa, là ngoan ngoãn chứ không là nó sẽ coi chừng hồi nó phun đen xì mặt mày giờ. Ờ mẹ tí tí hồi nó phun cái cháy mặt tao luôn á. Trời các bạn nhìn thấy đã không, trời bé rồng xanh lên lưng mình ngồi dễ thương quá trời luôn. Ôi nhìn đã thiệt chứ. Cho tí mượn ơi, không được đâu, thả cho bé xíu ơi, cho bé xíu ơi. Nè bé đi, bé sao mà bé sao, ôm 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 lên, ôm lên ôm lên. Ôm lên. Không ôm được nè. Sao không được trời. Nhìn tao ôm nè, tao ôm bình thường nè. Có gì đâu hết chưa, ôm bình thường nè. Thấy không? Hay là do mày áp lên Ồ, nó vậy? phun khói kìa. Con này do mình áp các bạn ơi, nên nó không cho núp Yeti ẩm các bạn ơi. Rồi, bà hung dữ rồi chứ. Ông quá vậy, tì quá đi à. Rồi, phun khói kìa, phun khói kìa. Thật là bất ông mà. Thôi mà, đừng mà. Cái tên đi dạ, chung được phun rồi. Phun khói vô mặt người ta nữa chứ. Ơi, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn nè. Đây, 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 đây. Đó, mình sẽ ôm lên cho mọi người xem sẽ được như thế nào nha. Đó, mình sẽ ôm lên. Đó, nó chưa, mình ẩm vẫn bình thường các bạn thấy không? Vui quá. Mình ẩm bình thường nè, đó, 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 các bạn thấy không? Ẩm dễ hương quá trời luôn mà nếp dây tê lại không ẩm được, trời ơi đúng tội thiệt chứ. Để mình vô mình lấy cái cây gậy, trời quá à, trời ơi phun khói, trời ơi đừng đừng đừng, học cái tập này vài bữa tập phun khói cháy nhà của anh luôn á bé rồng ơi. Để mình vô mình lấy cây gậy rồng ra. À. Có gậy rồng nữa hả? Trời ơi, người huấn luyện rồng mà nghĩ sao lại không có mấy cái gậy rồng đó. Rồng. Cho nó ngồi xuống, để tao cho nó ngồi xuống coi, đang dụ cho nó, cho mày ôm coi mày coi, nó cho mày ôm không. Đừng đi bậy nữa con, ngồi xuống. Ý kìa 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 kìa. Đó, thấy chưa, ngoan chưa. Khi nó ngoan là ngoan dữ lắm luôn á. Rồi, JT ngồi nhìn nó kìa. Ơi, lại dụ rồi, lại dụ nó JT. À, tao có cá. Trời, nó phun khói kìa. Ê, mày cầm cá mày cho nó ăn đi JT, đúng rồi, cầm cá thử coi. Ờ, đi qua lấy cá đi. Mày cho nó ăn rồi chừng nó cho mày ẩm á. Rồi, các bạn nhìn bé Rồng ngoan không. Mình kêu ngồi, nằm xuống là nằm xuống liền. Cá này nó ăn không? Ờ, cho ăn thử coi. Chắc nhỏ nó không ăn cá này rồi. Không ăn rồi. Phải nên phải làm ăn cái thịt kia kìa. Ui trời phun khói kìa. Thịt gì, ăn cá tuyết không? Lấy cá tuyết thử coi, lấy cá tuyết thử coi. Đây rồi, con cá tuyết. Nhanh lên. Thôi thôi thôi. Nó giận bây giờ á. Rồi, cho nó ăn. Rồi không được mày ôm thử coi, mày ôm lại coi. Coi. Mày bỏ đừng để đồ, để đừng để đồ. Để coi coi. Cầm phải nhẹ nhàng thôi. Rồi nó không cho mày ẩm rồi vậy Tây ơi. Chỉ phun khói vào mặt tao thôi. Nó phun khói không mà.
các bạn ơi, bé rồng nó không trọ đâu, cái bé rồng này là của anh rồi, nên thành ra là nó chỉ theo qua anh thôi các bạn ơi. Được rồi, trời giận cái gì, giận đứa em bé. Nếu các bạn thích mình nuôi con này lớn lên thì mọi người comment vào bên dưới nha. Đây đó, mọi người mà muốn mình nuôi con bé rồng này lớn lên, mọi người comment bên dưới, mình sẽ nuôi lớn lên thiệt lớn và làm bộ giáp cho nó, bộ giáp vàng nha. Các bạn muốn mình làm bộ giáp gì comment bên dưới nha. Và bây giờ thì chào mọi người, để bữa sau mình sẽ huấn luyện con rồng này nha. Được rồi, bây giờ thì chào mọi người nha. Bye bye, bye, bye.